Thưa quý vị và các bạn, nếu những thực phẩm màu xanh và vàng hàm chứa lượng vitamin C cao thì những thực phẩm màu đỏ hay là vàng cam thì lại chứa nhiều vitamin A hơn cả. Và những thực phẩm màu đen thế này thì sao ạ? Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Trong kho tàng ẩm thực của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng có rất nhiều loại thực phẩm từ thực vật cũng như từ động vật với nhiều màu sắc và chủng loại khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà ngay chính màu sắc cũng quyết định thành phần dinh dưỡng hàm chứa bên trong các loại thực phẩm này. Trong cái y học cổ truyền ấy, thì người ta phân ra ngũ sắc. Và ngũ sắc thì nó sẽ vào với 5 cái tạng tương ứng nhau. Ví dụ như là sắc vàng thì vào tỳ, sắc xanh thì vào can, sắc đỏ thì vào tâm, sắc đen thì vào thận, sắc trắng thì vào phế. Tuy nhiên thì trong dân gian thì chúng ta vẫn nói là dùng cái các cái thứ mà hay ngộ nhận cho rằng là cái màu đen đó nó có một cái tác dụng nó bổ huyết. Nhưng mà thật ra là nó đi qua một cái kênh là sắc đen thì nó vào thận. Khi vào thận rồi thì thận chủ cốt, cốt thì sinh ra tủy và tủy thì sẽ tạo ra được cái nguồn của tạo ra tế bào máu. Cho nên xương mà cốt, thịt thận tốt thì xương tốt, xương tốt thì cơ quan tạo máu tốt và từ đó thì nó sẽ làm cho cái cơ thể về chân huyết, đấy là chữa tại gốc. Thế còn mình dùng ví dụ những cái mà nó sắc đỏ thì nó vào thẳng tâm. Thế nhưng mà tâm thì lại không là chủ cốt nhưng không phải là cái thuốc để bổ huyết được. Mà bổ huyết thì phải muốn bổ được huyết thì phải lại vào tỳ. Tỳ thì là tỳ thổ chi mẫu sinh vạn vật. Tỳ là mẹ của mọi muôn loài và nó là nơi chuyển hóa để tạo ra được mọi thứ, tứ chi bách hài được nuôi dưỡng hay không là nhờ vào cái chất thực phẩm dinh dưỡng mà đi thông qua con đường của tỳ. Nhưng mà bổ huyết thì thông qua con đường vào thận rồi để bổ vào xương rồi xương bổ vào huyết. Thiếu máu, thiếu sắt có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Thời tiết thay đổi thất thường cộng thêm các yếu tố như trạng thái sức khỏe không tốt khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ cảm thấy chán ăn hoặc chỉ ăn những thực phẩm phù hợp với khẩu vị của mình. Từ đó dẫn đến chế độ ăn không cân đối và không cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ngoài ra, cuộc sống hiện đại, thức ăn nhanh có thể khiến cơ thể phải hấp thụ một số loại chất gây cản trở cho quá trình hấp thụ sắt. Lâu dài sẽ khiến cơ thể bị thiếu sắt, dẫn đến tình trạng thiếu máu. Bên cạnh đó, những người phụ nữ trong thời kỳ mang thai có nhu cầu về sắt cao gấp 4 lần trước khi mang thai. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên, do các triệu chứng ốm nghén như nôn nao, kén ăn, chán ăn, gây ảnh hưởng đến chế độ ăn của thai phụ, cộng thêm hoạt động của dạ dày và ruột trong thời gian này tương đối kém, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, việc cung cấp lượng sắt qua chế độ ăn uống là tối quan trọng. Máu thì là một cái cơ quan rất là một cái thành phần rất quan trọng mà nó có thể chuyển tải toàn bộ chất dinh dưỡng, rồi là chuyển các cái chất độc, rồi chuyển oxy đến từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Thế thì nếu mà máu thiếu thì là không có đủ cái lượng đó thì việc trao đổi không khí, trao đổi oxy của tổ chức sẽ bị hạn chế. Nếu như mà bị thiếu máu thì lập tức người ta sẽ có, thứ nhất là các cơ quan, đặc biệt là cơ quan của trung ương sẽ có phản ứng ngay. Ví dụ như là bị tụt huyết áp tư thế đứng thì người ta sẽ bị hoa mắt chóng mặt ở tư thế, khi thay đổi tư thế, đấy là giai đoạn sớm nhất. Thế còn nếu mà máu mà không đủ thì người ta sẽ bị đau đầu. Thế ngoài ra các cái biểu hiện bên ngoài, ví dụ da khô, tóc gãy, móng tay giòn, đấy là những cái biểu hiện của các cơ quan ngoại vi mà bị thiếu máu nuôi dưỡng. Tóc rụng cũng vậy. Đối với người phụ nữ thì nam thì chủ về khí, nữ thì chủ về huyết, cho nên cái việc chăm sóc cái chân huyết đối với người phụ nữ là vô cùng quan trọng, cũng như chăm sóc cái chân khí của nam là vô cùng quan trọng. Đặc biệt nữa là khi mà người phụ nữ mà người ta có mang thai kỳ thì cái lúc bây giờ cái nhu cầu nó sẽ tăng nhiều lên, phụ thuộc vào tuổi của thai. Vì vậy cho nên là người phụ nữ đó thì là hết sức là phải chú ý và phải thăm khám thường xuyên để theo dõi xem tất cả các thành phần ở trong cơ thể nó có được bảo đảm hay không. Thứ hai nữa là
Thông thường thì chúng ta sẽ ở các bệnh viện hoặc là điều trị ngay ban đầu chúng ta sẽ tăng cường ăn về phần đạm sẽ phải ăn bổ sung, chúng ta phải bổ sung thêm các cái thành phần có thêm sắt và chúng ta sẽ có thể bổ sung một số các vitamin ở các loại sữa để cung cấp đủ các thành phần vi lượng để bảo đảm cho người phụ nữ đó có được đủ tố chất và đảm bảo được cái lượng chân huyết nó được bảo đảm thì thai nhi mới phát triển khỏe mạnh. Cũng nằm trong danh sách những thực phẩm màu đen có tác dụng bổ máu dưỡng huyết. Đậu đen là một loại thực vật được trồng rất nhiều tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Có hai loại đậu đen, loại vỏ đen ruột trắng và loại vỏ đen ruột xanh mà người Việt Nam ta thường gọi là đậu đen xanh lòng. Theo Đông y, đậu đen vừa là thực phẩm bổ dưỡng lại vừa là thuốc chữa được nhiều bệnh. Theo sách y học đời Mãn Thanh Trung Quốc thì đậu đen tính hàn, vị ngọt, sắc đen, chứa nước, hình dáng giống quả thận nên có khả năng làm sáng mắt, lợi thủy, bổ thận, nhuận tâm, giải nhiệt, khu phong, giải độc, giảm đau và hoạt huyết. Khi mua đậu đen, chúng ta nên chọn lựa thứ hạt đen mướt có tác dụng bổ thận và ruột xanh giúp bổ gan. Với những loại đậu đen này thường được dùng để làm thuốc rất tốt. Mộc nhĩ đen là một loại nấm ăn được có giá trị bổ dưỡng rất cao, có nhiều hoạt chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp giải độc và làm chậm sự lão hóa. Đặc biệt với tác dụng hoạt huyết, mộc nhĩ đen cũng là một loại thực phẩm làm thuốc rất quý, có tác dụng làm giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể. Mộc nhĩ đen còn gọi là nấm mèo đen hay là nấm tai mèo, vì lúc còn tươi nấm có hình dạng trông giống tai mèo. Mặt ngoài tai nấm màu nâu nhạt, có lông mịn, mạch trong nhẵn, màu nâu sẫm. Gần đây, mộc nhĩ được bán trên thị trường, chủ yếu được trồng và chế biến theo phương pháp công nghiệp. Mộc nhĩ đen chứa nhiều chất bổ dưỡng, nhất là sinh tố và khoáng chất. Trong đó, trung bình trong 100g mộc nhĩ có chứa 185mg sắt. Theo y học cổ truyền, mộc nhĩ đen có vị ngọt, tính bình, không chứa độc, có tác dụng lương huyết chỉ huyết, hoạt huyết nhuận táo, giải độc, ích khí dưỡng âm. Thật ra mỗi một cái thực phẩm thì nó có một cái hướng, một tính dược nhất định. Ví dụ mộc nhĩ thì nó lại có tác dụng làm giảm độ nhớt của máu, làm chống cái ngưng kết tiểu cầu. Vì vậy đối với những người mà tim mạch thì ăn mộc nhĩ lại có xu thế bảo vệ tim mạch tốt hơn. Chứ lại không giống như là ăn cái chè đỗ đen thì lại vào thận. Đấy, vì vậy cho nên là cái này thì để mà có được một cái kiến thức tổng thể cho một cái lượng thức ăn như thế nào, cho một con người cụ thể như thế nào thì chúng ta phải khám cụ thể người đó chúng ta mới ra được thực đơn. Mộc nhĩ đen ấy thì nó giảm độ nhớt của máu và nó chống ngưng kết tiểu cầu thì nó, nhưng mà tuy là đen nhưng nó lại vào tâm. Nó khác với cả cái chè đỗ đen thì cũng là đen như vậy nhưng nó lại vào thận. Ngoài ra thì trong cái quá trình chế biến người ta có thể hướng cho cái thuốc đó nó vào cái chỗ nào. Ví dụ như là mình muốn đen đó nhưng mình muốn vào tỳ thì mình lại cho ngọt một chút. Nhưng mình muốn vào thận thì mình lại cho một tí mặn. Thế cho nên là nó cái gia vị để hướng cho cái thuốc đó nó vào cái tạng nào nó lại là một nghệ thuật nữa. Bên cạnh đó, trong hơn 2 thập niên gần đây, khi các bệnh lý về động mạch vành gia tăng quá nhanh, các nhà khoa học đã đặc biệt lưu ý đến giá trị rất quý của mộc nhĩ đen qua tác dụng cải thiện thành mạch, làm giảm lượng mỡ trong máu, ngăn chặn việc hình thành những mảng xơ vữa và quá trình ngưng kết tiểu cầu đối với các bệnh lý về tim mạch. Được xếp vào nhóm thực vật màu đen và được coi là hạt trường thọ. Vừng đen từ lâu đã được biết đến như là một thực phẩm thực dưỡng có tác dụng quý trong việc phòng và trị bệnh. Theo y học cổ truyền, vừng đen có vị ngọt, tính bình và bốn kinh là phế, tỳ, can, thận. Do đó, nó có tác dụng nhuận tràng, dưỡng huyết, bổ ngũ tạng, ích khí lực, bổ não tủy, bền gân cốt và sáng tai mắt.
Mặc dù dân gian ta biết đến hai loại vừng là vừng trắng và vừng đen, và mặc dù theo phân tích hóa học cho thấy không có sự khác nhau nhiều giữa thành phần các dưỡng chất bên trong của hai loại vừng này. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm sử dụng lâu đời thì vừng đen có màu đen đi vào thận nên nó còn có tác dụng bổ thận rất tốt. Thực phẩm và đồ ăn là cùng nguồn gốc, vì vậy là người ta có phân định ra là có âm và có dương. Những cái thực phẩm mà màu đen thì thông thường là thuộc về thủy, và thông thường thì nó bổ về âm. Ví dụ như là chè đỗ đen bổ âm. Thế rồi là vừng đen thì cũng bổ âm. Thế rồi là nhưng mà nó sẽ phụ thuộc là vào cái tạng nào, nó còn phải phụ thuộc từng cái vị đó, nó sẽ thuộc vào cái kinh nào, và trong mỗi một cái tạng phủ của chúng ta thì nó cũng có cả phần âm và lẫn phần dương. Vì vậy cho nên là cái thuốc mà nó thiên sang bổ cái phần âm ấy thì nó sẽ tốt cho cái người mà người ta đang bị âm bị hư tổn. Ví dụ như những người mà thận âm hư, người nóng, đại tiện táo, đi tiểu đỏ thì có thể uống chè đỗ đen rất tốt. Nhưng mà cũng là như thế, có những người đó là bị thận âm hư. Thế còn những cái người mà lại đại tiện táo lại lỏng nát, ăn các thứ đồ tanh lạnh vào dễ bị đau bụng đi chảy thì ăn đỗ đen thì lại không tốt, bởi vì đỗ đen nó bổ thận âm thì nó sẽ làm cái âm nó càng thịnh lên thì nó không tốt. Đấy, vì vậy là về vấn đề ẩm thực để mà chữa bệnh ấy, nó là một cái rất là văn hóa sâu sắc của người phương Đông, và thông qua cái kênh của y học cổ truyền, cho nên là với từng cái con người cụ thể thì cần phải xác định xem là tính trạng của mình ở cái thể là âm hay là dương, và có cái sự thăm khám hoặc tư vấn của các bác sĩ chuyên ngành về y học cổ truyền thì họ sẽ giúp cho mình một cái thực đơn nó hợp lý nhất. Màu sắc của thực phẩm không chỉ đơn thuần có vai trò làm đẹp cho món ăn, mà còn giúp ta nhận diện một số chất dinh dưỡng khác nhau trong các loại thực phẩm. Thực phẩm trong tự nhiên đa dạng về chủng loại và phong phú về màu sắc. Và dù có thể chỉ khác nhau một chút ít về độ nhạt, đậm hoặc sự pha trộn màu hết sức tinh tế của thiên nhiên, nhưng chúng cũng tạo nên sự khác biệt về tính chất. Và từ đó, các sắc tố tạo nên màu sắc của thực phẩm, thực chất là những chất hóa học, sẽ có tác động ít nhiều tới cơ thể và sức khỏe khi chúng ta sử dụng loại thực phẩm đó. Thực tế đã chứng minh tất cả các vi chất dinh dưỡng đều rất cần thiết để cung cấp cho cơ thể hàng ngày, dù chỉ cần số lượng rất nhỏ, tuy nhiên việc sử dụng và liều lượng đưa vào cơ thể luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo là thật cẩn thận. Và chỉ cần tuân thủ theo chế độ ăn uống hợp lý là chúng ta sẽ có một sức khỏe như ý. Như vậy thì màu sắc cũng quyết định đến tính chất của thực phẩm. Tuy nhiên thì khi sử dụng chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cách sử dụng để làm sao cho có một sức khỏe tốt nhất. Và chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.